Vâng, kính thưa các thầy cô chủ tọa, thưa các vị đồng nghiệp. Thì em xin dành 10 phút để trình bày ngắn cái chủ đề là đâu là giải pháp giúp giảm nhanh triệu chứng đợt cấp và tử vong ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bài trình bày của em gồm có hai phần chính. Cái nhất chúng ta đã thấy rằng là mặc dù chúng ta có những cái nỗ lực trong chẩn đoán điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhưng mà cho đến hiện nay thì chúng ta đã và đang làm được hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là chúng ta giảm được triệu chứng cho người bệnh thôi, và cái thứ hai là chúng ta giảm cái tỷ lệ đợt cấp và gần đây nữa là chúng mong muốn chúng ta giảm được cái tỷ lệ tử vong. Thế thì cái thuốc giãn phế quản thì chúng ta thấy vẫn là nền tảng trong kiểm soát triệu chứng giảm đợt cấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đã được khẳng định và áp dụng điều trị. Nhưng mà rất may mắn trong những thời gian gần đây chúng ta đã có thêm những bằng chứng là khi chúng ta sử dụng phác đồ bộ 3, tức là có thêm ICS vào thuốc giãn phế quản, thì nó giảm được cái tỷ lệ triệu chứng, giảm tỷ lệ đợt cấp, và đặc biệt là nó giảm được cái tỷ lệ tử vong một cách có ý nghĩa so với mà chúng ta sử dụng phác đồ thuốc giãn phế quản kép như chúng ta đã được thực hành trong lâm sàng. Thế thì có trong cái thuốc giãn phế quản bộ 3 thì được chấp nhận trong Gold 2023 cũng như là Gold 2024, thì chúng ta thấy có ba cái thành phần mà chúng ta thường được sử dụng, đó là cái fluconazole, omeprazole và vilanterol, và hai cái thành phần kết hợp với formoterol và glycopyrrolium, đó là becrometazone và budesonide. Và trên thị trường của chúng ta ở Việt Nam thì chỉ có các loại mà budesonide, formoterol và glycopyrrolium thôi. Và có hai cái nghiên cứu được có kết cục làm giảm cái tỷ lệ tử vong và được Gold đưa vào, đó là nghiên cứu Impact ở cái phác đồ điều trị của Fluomic VI và ETOT là cái phác đồ điều trị với Bufogri. Thế thì trong cái bài trình bày của em xin trích dẫn hai cái nghiên cứu mà sử dụng cái phác đồ bộ 3 Bufogri, đây em viết tắt như vậy, để đánh giá cái hiệu quả lâm sàng, tỷ lệ giảm đợt cấp và tỷ lệ giảm cái tỷ lệ tử vong. Đối với nghiên cứu Cronos ý, thì cái nghiên cứu này thì mục tiêu là chủ yếu là dựa trên kết quả cải thiện về cái chức năng thông khí phổi và một cái tiêu chí phụ, đó là giảm cái tỷ lệ đợt cấp, và người ta không quan tâm tới những cái đầu vào của bệnh nhân là có nhiều đợt cấp trong năm trước hay không, và chủ yếu là bệnh nhân ở mức độ trung bình và nặng COPD. Còn nghiên cứu ETOT thì ta dựa trên một số lượng lớn bệnh nhân, và bệnh nhân này có nhiều đợt cấp, từ một đợt cấp nhập viện, hai đợt cấp không nhập viện trở lên, và sử dụng theo dõi trong vòng 52 tuần. Tiêu chí chính là giảm đợt cấp, tỷ lệ trung bình và nặng, nhưng tiêu chí phụ là giảm cái tỷ lệ tử vong. Đối với cái tiêu chí thứ nhất, đó là cái cải thiện chức năng thông khí phổi, thì trong cái nghiên cứu của đốt này thì người ta thấy rằng cái màu tím tím là cái màu mà sử dụng Bufogri thì thấy đạt được cái tỷ lệ cải thiện về FEV1 một cách tốt nhất so với cái phác đồ thuộc giãn phế quản kép hoặc là giãn phế quản cộng với ICS. Đấy là cái đặc điểm mà chúng ta thu được như vậy. Cái thứ hai nữa là về cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái điểm triệu chứng, thì cái thấy rằng ở phác đồ điều trị bộ 3 là Bufogri này thì nó giảm so với phác đồ điều trị thuốc giãn phế quản kép là 1.8 điểm điểm Sinrock, và giảm 1.4 điểm so với phác đồ sử dụng ICS LABA cùng dược chất với Bufogri. Thì đấy là cái đặc điểm, cái kết cục mà rất đáng ấn tượng mà khi chúng ta sử dụng phác đồ 3 cho bệnh nhân. Về tỷ lệ giảm đợt cấp là tiêu chí chính của nghiên cứu ETOT ấy, thì người ta thấy rằng là đối với phác đồ bộ 3 Bufogri thì giảm được cái tỷ lệ đợt cấp trung bình và tỷ lệ đợt cấp nặng là 24%, 13%, có ý nghĩa so với cái phác đồ điều trị thuốc giãn phế quản bộ đôi kép. Và một cái điều cuối cùng là rất là ấn tượng mà các nghiên cứu trước đây chưa thể đạt được, dù đưa ra mục tiêu, đó là cái giảm được tỷ lệ tử vong, thì phác đồ bộ 3 Bufogri thì giảm được cái tỷ lệ tử vong là 49%. Thì đấy là những nghiên cứu
Thì áp dụng vào thực hành lâm sàng thì chúng ta như thế nào? Thì chúng ta thấy là nếu đối với thuốc điều trị hô hấp nó khác với cả những cái thuốc khác, và đấy cũng là điều khó, là muốn có hiệu quả tác dụng thì chúng ta sử dụng thuốc điều trị tại chỗ, và muốn có kết quả lâm sàng tốt thì phải đạt được cái đích mà thuốc phát huy tác dụng tại vị trí đó. Thì nó phụ thuộc vào, thứ nhất là cái kỹ thuật thuốc dùng hết, đấy là một cái rất là khó khăn trong quá trình thực hành lâm sàng đối với người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là tuổi cao. Và thứ hai nữa là cái đặc điểm của cái dược chất có thể đến được cái vị trí phát huy tác dụng hay không. Thì trong thực hành lâm sàng thì chúng ta thường xuyên phải đánh giá bệnh nhân xem phù hợp cái loại dụng cụ nào để chúng ta lựa chọn phù hợp đó cho hợp lý. Cái đây là cái mà thực hành của chúng tôi cũng như mong muốn các đồng nghiệp chúng ta không nên bỏ qua. Ví dụ một trường hợp bệnh nhân lực hít tốt, phối hợp tốt thì chúng ta rất dễ lựa chọn. Nhưng đối với trường hợp bệnh nhân mà lực hít yếu, bệnh nhân Sobe nặng chẳng hạn, và đặc biệt tuổi cao thì phối hợp tay ấn miệng hít rất là khó, thì chúng ta lựa chọn những cái gì? Thì có rất nhiều chúng ta lựa chọn, nhưng có thể đấy, đối với trường hợp bệnh nhân lực hít yếu, đặc biệt là phối hợp kém, thì những thuốc bình xịt định liều cộng spacer hoặc là cái dạng Respimat, cái dạng hạt mịn thì có vẻ hợp lý đối với những trường hợp người bệnh này hơn. Còn những trường hợp bình hít bột khô, đa số người bệnh lực hít nó không đủ thì người ta sử dụng ở trong trường hợp này. Một vấn đề nữa là để muốn cho cái thuốc mà đạt được cái vị trí đích ấy, thì cái hạt thuốc nó phải là dưới 5 micromet và tốt nhất là từ từ 2 đến 5 micromet. Thế thì với cái kích thước hạt như thế này thì cái vị trí lắng ở đường thở nhỏ là tốt nhất. Thì trong cái dụng cụ mà Respimat Aerosphere này, người ta thấy rằng kể cả người bệnh hít yếu dưới 30 lít phút hoặc hít tốt thì nó vẫn đạt được cái tỷ lệ đáng động là tầm độ khoảng 50%. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể lựa chọn cho bệnh nhân một cách cho phù hợp. Và đối với cái dụng cụ này thì chúng ta thấy là ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đã đạt được cái phân phối thuốc hiệu quả tại cái vị trí đường thở nhỏ như vậy. Và một cái điều nữa mà cũng thể chúng ta để ý là khi một cái dụng cụ nó có tính ổn định cao, cho nên khi cái thì thứ hai thấy lắc bình xịt định liều hay phải lắc lên, thì có thể là người ta lắc chưa đủ 3 đến 5 lần, nhưng mà cái mức độ sai sót đấy nó không làm ảnh hưởng lắm đến cái chất lượng và cái hạt thuốc phóng thích ra. Thì đấy là chúng ta cũng cũng là một điều để cái hàm thiểu những cái sai sót khi mà người bệnh và sử dụng trong cái trường hợp bệnh nhân dụng cụ sử dụng cái dụng cụ này. Và một vấn đề nữa là cái thời gian phát huy tác dụng, tại vì buccinefor nó có phocuronterol cho nên thời gian tác dụng rất là nhanh, cho nên trong cái nghiên cứu này sau 5 phút là người bệnh là bắt đầu có cái hiệu quả trên cải thiện về FEV1. Và thời gian tác dụng khởi phát nhanh trong thực hành lâm sàng cũng là một cái điều để giúp người ta tin tưởng và cái thuốc này cảm nhận được nó có tác dụng ngay và tăng cái tuân thủ điều trị cho người bệnh. Thì đấy là một cái điều mà chúng ta cũng phải 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 lưu ý. Và đối với cái đặc điểm của cái dụng cụ Aerosphere và với cái công nghệ hạt cũng như là chất lượng bằng chứng về cái hiệu quả điều trị Buccinefor, thì em đưa ra một vài kết luận thế này. Cái thứ nhất là thuốc bộ ba Buccinefor này có thời gian khởi phát nhanh và hiệu quả ngay trong vòng 5 phút đầu. Cái tính lắng đọng vào phổi là rất là cao và ổn định, là cái điều phát huy tác dụng bằng những y học đã được chứng minh. Và bệnh nhân có triệu chứng và đợt cấp phải cải thiện tốt hơn đối với tháp bộ đôi, và đặc biệt là giảm được tỷ lệ đợt cấp. Và một điều rất là ấn tượng đó là giảm được 49% cái tỷ lệ tử vong so với cái thuốc giãn phế quản kép mà khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này trong quá trình điều trị. Và mong rằng khi với tất cả những nỗ lực và chúng ta thực hành điều trị thì sẽ đem lại kết cục tốt hơn đối với người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi chúng ta áp dụng điều trị. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Và rất là cảm ơn tiến sĩ Vũ Văn Thành đã báo cáo rất chuẩn, rất đúng giờ, 12 giờ. À, như thế thì chúng ta đã